Đây các mang cái gì đi không anh? Mang gửi đây rồi, cái nam đấy trở về này. Cái này của anh có phải không? Ờ. Qua để gửi đây hay là bán rồi? Thì đấy. Trước nhìn qua ấy rồi. Con này mấy đồng đấy anh? hai mấy đồng. Ôi gió mát quá nhỉ. Sắp có mưa rồi gió mát lắm. Hai mấy triệu. Ừ, cứ biết là đầu hai rồi đã. Mày đi xe không hay đi xe rồi đấy? À, cây bao nhiêu bác hỏi? Bao nhiêu à? 6 triệu. 15 triệu à? Cháu đi xuống đây mua chậu chứ. Tăng chậu rồi lấy chậu ra đây chậu này. Đi xe máy à? Vâng. Được không? Mày tưởng mày chơi, mày chở hàng cây về. Cây gì 35 triệu đây? À, dưới à? Đây ta đang chốt không ạ? À? Cái dưới làm đá hay đấy nhỉ? Ta định vị, không có nó lặng không 35 à? Dưới 35 à? Đi đường này là bỏ ra để buộc cái đường chắc. Không, cái này nó 4-5 năm rồi. 5-7 năm nữa là bỏ ra. Hoa giấy. Tí. Cái này được trồng lâu rồi. Lâu rồi. Cái này được 5 năm rồi. Với vừa, chắc vừa mới chân vừa làm đá đây. Cuộc này bao nhiêu là thế. Vô địch. Tân làm đá đây. Cây của ông kêu đây. Đá tương trợ cho cái bệnh này. Rất nghệ thuật. Ừ. Quá nghệ thuật chứ được nghệ thuật. Đấy. Cây đá hài hòa. Quá nghệ thuật. Nhưng mà cây này không bỏ ấy ra được. Con này phải chống chống cục đá đây này. Chống cục đá đây cho nó vào đây để thiệt luôn mới được. Chúng cái giờ anh cởi ra đứng được không? Thế là nhiều đá quá. Sợ đéo đứng được. Đi được gió ta mù quá. Đứng được. Cái này sao à? Sao nó bè được, đây này, nó còn cái lượt đấy này mà. Đứng được tốt. Phải lắc lư thôi, vừa làm phải lắc lư thôi. Cái cây đứng thoải mái. 35 đồng. Hàng là thuật đấy. Anh chở về cây để bảo lên đây. Cái này phải để riêng ra chứ để đây lẫn quá. Bỏ riêng đẹp lắm. Để tao bảo mày bỏ nhá. Bỏ riêng ra. Bỏ riêng làm gì em vẫn trở về. Đấy, có phải là cần bán đâu. Dưới đẹp đấy. Đấy, lên đá cái khác hẳn nha. Những cây đá hài hòa. Đấy. Hoa này ra hoa rồi này. Hoa ngon đấy đẹp. Cây diện to gì bao tiền đấy hả? À, chẳng hài. 15 triệu hoa giấy. Hoa gì kìa. Công này mang cây gì đi không? 15 triệu cây hoa giấy. Hoa bên nát. Xong anh một đếp. Đây hoa cái này là hoa gì cả. Đâu mà cái đi mẹ cái hoa giấy cũng kia cái nó xoăn mẹ lá đấy nhìn cái hoa giấy là nhà cũng kia huyền lý chưa. Quăn mẹ lá vào, con này không được quăn. Con này hoa Việt Nam, con của anh chỉ có hoa của mùa thôi, hiểu chưa? Kia nó quăn vào, cái này nó. Đây là dây găng. Dây tím nó có mấy loại nữa, tím nứt, có loại nứt vỏ thân đấy. Cái loại thân như thân cổ thụ. À, đây có loại gì Huế. Là gì như của anh đấy. Còn đây là gì? Đây là gì găng của Việt Nam. Nhiều loại tím lắm. Xem này xem. Giống cây của vời lắm. Đấy, cái này cắt cục cắt nó là xong. Còn cái chỗ này thì bao giờ nó đầy thì đầy. Năm gì rồi? Cây rồi anh em cứ gửi lung tung để trên xe ấy đâm ra này. Không rõ là cây của ai đâu. Nhìn cây này mình biết nhìn cảm giác cây thủ vời hay là cây thủ. Ai đấy? Cây này hai mấy triệu. Mình biết sơ sơ hai mấy triệu thôi. Bê được đấy, một. À, chả nặng vậy. Thích nhỉ? Cái này là nguyên bản đấy chứ đất nó lún quá đổ hết vào chứ có phải cái chậu đâu.
thích đấy. Bỏ mẹ này. Cái này là nó có chất tiền nhé. Nhé. Hơi nhỏ so với 4. Nhưng em mà em chơi có khi là bỏ cái thân đi đi. Không, trồng hơi siêu xuống. Cái này phải dòng, đây là bị lùn đất. Không, phải ngửa lên này này. Đúng không? Nó bị lùn đất. Được nhưng mà cây này cũng của anh luôn đúng không? Chuối 35 này. Cây này thì bao nhiêu? Cây này 5 triệu, còn cây này vừa nãy bảo hai mấy? 25. Điền hay quê? Quê. Điền. Quê. Quê. Điền Hàn. Nhìn ra diễm tốt hết nhỉ. Đang đi điền thôi. Quê không. Nhưng nó hòm rồi, ok. À, lấy mua được chuột đẹp không? Đâu? Để đâu? Cũng 4 triệu quánh rồi. Cứ để lung tung kìa. Đi vừa xe vất lung tung. À. Mua một lực á, hay của ai? Lập à, lập. Tốt đấy nhỉ. Bà mai đến ơi. Đang đòi ăn về cho một to. Trồng thùng xốp, mà thùng xốp bé quá. Đói ăn nhưng mà tốt đấy. 4 đồng chắc giờ khoảng 5 đồng hoặc là cộng 5 lít là lên đường đấy, không ạ? Tất nhiên là người ta cũng nuôi thì sao nó biến giết dữ lắm, nó không còn như này đâu mình. Đấy, nhắc lại các bác, nếu mà các bác là người chơi ấy, xác định mình là người chơi thì nên mua những cái nó hỏm hòm rồi về nó làm có tay có cút rồi mình xây dựng bông tán hoặc là chơi hẳn cái hoàn thiện đi. Còn các bác nào mà muốn về làm sáng tác thì nhìn cái bắt cái phôi mà nhìn cái tương lai các bác nhé, nhìn cái tương lai nó mình tưởng tượng sau sau này nó như nào và mình sẽ làm gì với nó, chứ cứ đi mua tù mù và chả biết làm gì, có mua cái phôi đẹp về cũng phí. Đấy. Cái gì nó có cái giá của nó luôn. Để xe nha, đây là toàn là đây là xe cây của anh Lực. À, số là phôi thôi, số là phôi. Hả? À? Bao nhiêu cái này đi là chưa còn bán? Có, mình tính. Cứ lần lượt. Lần lượt. À. Cái gì nuôi cũng sẽ đẹp hết, nhưng mà vấn đề là ai nuôi và bao nuôi trong bao lâu thôi. Cứ nuôi đúng hướng là đẹp hết. Nhưng mà nản nhất là khi mà người ta nuôi xong mình không kế thừa gì mình lại phá đi ấy. Nó thì nó không. Đâu anh Công? Đâu? Lão bao tiền đây? Lão này bao tiền đây? 18 triệu. 18 triệu. Tràn chậu ra chậu. Kinh khủng. Hai lần cốt chậu rồi. Đấy. Đọc số luôn. 0906 799 866. Nhà còn nhiều cây đẹp lắm. Cũng có nhiều cây đẹp lắm. Chỉ còn đây là chỉ cần lấy chữ Lộc Phát. Đấy. Nhất Phát đấy, là 18 đấy. Anh em là thích cây này alo, mà không thích thì cũng có rất nhiều cây để hỏi. Đấy. Thế cho nó nhanh. Quay cái kỹ vào xung quanh. Nhớ lưu số luôn mà nhé, lần sau có cây mà biết. Chăn chậu rồi. Chậu đây. Bóp nát cái chậu luôn này. Được chưa? Để vãi ghê chưa? 18 đồng. Chuẩn chưa? Điền, chất liệu Nam Điền. Hôm nào mang cái cây dưới ra đây cho nó vui chợ đi. Được. Nào cho nó đông đắn. Không nào để, ra nhá. Không nào để có một mình cây kia không? Có nhiều thằng thích rồi nhưng mà bây giờ con si về bạn luôn. Hôm nay con triển lãm về bạn si luôn. Được chuyên tiêu. Đấy, lão đây, lão Điền đây. Lão Điền đây. Thay vào cái chậu luôn đi. Đúng như cây thủ cường mà bạn ạ. Cái gì tên Việt đấy.
Tây Việt thì nhiều, bạn con gì Tây Việt? Hai vàng đất Việt à? Ok đẹp rồi, ok đấy, cây đẹp đấy, xem cây này xem của ông nào. Cây này của ai đấy anh? Dũng à? Dũng, Dũng Hoàng. Đây, cốt già quá nhỉ, cốt già quá. Dũng này thì anh ấy cây nó chất lượng lắm, anh ấy bảo không cần bán. Không phải không cần bán mà ý là ai thực sự thiện chí thì mới tiếp kiểu vậy, phân cấp đấy. Cây này sau rất là giá trị. Giờ việc bể bãi thì nó còn chờ nó biến nó chảy, nhưng để ôm vào nó còn hơi rách, chứ còn thân cốt thì già đẹp, cốt già đẹp. Ai mua thuốc nào Thanh Hóa mua nếu cày nào có form có khung rồi, form có khung. Đầu này hơi to chút rồi, người phát ra đấy các bác ạ. Thầy Dũng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.